Không, không bao giờ chê bất kỳ một cái sân khấu nào nữa, đó có khán giả lại hát hết. Trúc Nhân cảm ơn quý vị rất là nhiều và Trúc Nhân luôn mong muốn cho mọi người hạnh phúc và thật là bình yên trong cuộc sống nha. Chắc không? Vì nụ cười đó ngỡ như quen rồi. Ok! Giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi mưa, hãy theo đôi bàn chân. You ready? Đang đi qua lối đó. Hey! Điều anh hay đừng lo. Giọt cà phê tôi uống, ôi thật chẳng làm sao muốn khai từ thờ nào. Nàng đẹp xinh xắn quá từ nay. Về đây một thu lá rơi đầy, biết bao anh cà phê đi tắt rơi vì nụ cười đó ngỡ như vì nụ cười đó ngỡ như